Kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 28 tháng 12 có những nội dung đáng chú ý sau. Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2023. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Gia Lai họp phiên họp thứ 6. Sáng nay ngày 28 tháng 12, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Huỳnh Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến 65 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm cao, trong năm 2023, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề án nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp, cơ bản hoàn thành 21 đề án, đạt 100% theo chương trình kế hoạch làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Qua đánh giá, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được đổi mới, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên từng bước được nâng lên. Các cấp ủy tổ chức đảng đã triển khai các giải pháp phát triển đảng viên mới theo tinh thần nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích và đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Chiều nay ngày 28 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Trông Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, và đồng chí Huỳnh Thế Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong 15 năm qua, đề án đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên cả nước gần 600 đầu sách với trên 14 triệu bản in. Sách của đề án phong phú, đa dạng với 8 nhóm đề tài, gồm sách học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, sách về công tác xây dựng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sách chính trị, pháp luật. Tuy nhiên, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, cán bộ và nhân dân ở cơ sở còn có nhu cầu tiếp cận ngày càng nhiều những sản phẩm của xuất bản số. Vì vậy, đòi hỏi công tác trang bị sách của đề án cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tăng cường xuất bản sách điện tử và phổ biến nội dung sách trên mạng Internet, trên các ứng dụng phần mềm, thường xuyên kiểm tra đánh giá thực tiễn triển khai đề án tại các tỉnh, thành phố và khảo sát nhu cầu thiết thực của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở đối với đề án. Chiều nay ngày 28 tháng 12, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức họp phiên thứ 6 nhằm tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Dương Ma Tiệp, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chỉ đạo và từng thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ về cải cách tư pháp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của các cơ quan tư pháp Trung ương và của tỉnh ủy, đồng thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Ra Lan Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh, đánh giá cao những kết quả Ban Chỉ đạo đã thực hiện trong việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ về cải cách tư pháp trong năm 2023. Đối với nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị
các cơ quan đơn vị, các ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh ủy về công tác tư pháp. Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai tổ chức gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, thời điểm này tại vùng chuyên trồng hoa tại thị xã An Khê, các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị cho một mùa hoa Tết khoe sắc. Chiều nay, 28 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã tổ chức gặp mặt 90 học sinh trong 9 đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh, tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã biểu dương những nỗ lực và thành tích mà các em học sinh đạt được trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, đồng thời động viên các em tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm nay để mang vinh dự về cho bản thân, gia đình, nhà trường và cho tỉnh Gia Lai. Dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 90 em học sinh thuộc 9 đội tuyển vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng học sinh giỏi, chuẩn bị tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần. Thời điểm này, tại vùng chuyên trồng hoa tại thị xã An Khê, các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị cho một mùa hoa Tết khoe sắc. Mỗi nhà vườn đều có bí quyết chăm sóc để có những chậu hoa ưng ý đưa ra thị trường phục vụ Tết. Khu vực tổ dân phố 3, phường An Phú, thị xã An Khê hiện có khoảng 12 hộ trồng hoa. Nhiều hộ đã có thâm niên hơn 15 năm gắn bó với nghề này. Với các nhà vườn, mỗi năm chỉ trông chờ vào vụ hoa Tết, nhiều hộ đã không ngại bỏ ra cả 100 triệu đồng để đầu tư cho vườn hoa với hy vọng thu được lợi nhuận cao. Vụ năm nay mưa nhiều lắm, chăm sóc khó khăn lắm. Nói thẳng bà con nông dân năm nay là vô làm bông là vất vả nhiều, không phải bình thường. Cứ mưa xong bệnh hoạn tùm lum hết, chứ không phải nó ấm trời như mấy năm. Gia đình ông Lê Việt Hoàng ở phường An Phú, thị xã An Khê trồng tăng hơn 100 chậu cúc so với năm ngoái. Điều đáng mừng là đến thời điểm này, vườn hoa của gia đình ông Hoàng cũng như các hộ dân ở đây đều phát triển tốt nhờ kinh nghiệm lâu năm trong trồng hoa. Hôm nay cũng thấy trồng từ ngày trồng vào đây là thấy nó lên giữa côi, rất mừng. Đối với cái công tác chăm sóc thì cái này thì cũng được, các cái hộ này thì cũng thường xuyên được hội nông dân phường và trung tâm dịch vụ nông nghiệp của thị xã cũng thường xuyên có các cái lớp mà tập huấn cũng như là hướng dẫn về cái chăm sóc cũng như là cái nuôi dưỡng chăm sóc cái phát triển cái hoa cúc trong cái dịp Tết. Nghề trồng hoa phần lớn phụ thuộc vào thời tiết, mưa nhiều hay nắng liên tục cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa của cả vụ. Những ngày này thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, các nhà vườn tại An Khê đang hy vọng hoa sẽ nở đúng dịp Tết và được mùa được giá. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai đang mở đợt cao điểm huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi chở hàng quá khổ quá tải, đặc biệt là trong thu hoạch niên vụ mía 2023-2024. Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nghiêm. Xe tải này chở mía từ xã Chơ Cờ Long, huyện Công Chơ Ro đến nhà máy đường An Khê. Khi đến địa phận xã Công Giang thuộc tỉnh lộ 667, thì lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện, kiểm tra tải trọng. Theo thiết kế, xe chỉ phép chở tối đa 10,7 tấn. Tuy nhiên sau khi cân, xe đã chở quá tải trọng 16,5%. Em đã vi phạm tại điểm A khoản 2 điều 24 nghị định 100. Cái này là mức phạt đối với tài xế là từ 800 đến 1 triệu đồng. Ngoài ra thì còn tiến hành xử phạt đối với chủ phương tiện theo điểm H khoản 7 điều 30, mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng. Hình phạt này thì của em là không có tước giấy phép lái xe của em, nhưng mà sẽ tước phù hiệu. Với mùa màng của nông dân thì nếu chở theo đúng trọng tải thì số lượng nó quá ít, nên cũng cố gắng thêm cho bà con tí xíu thu hoạch nhanh hết hàng nông sản. Để vận chuyển mía thu hoạch niên vụ 2023-2024 đến hai nhà máy đường tại thị xã An Khê và thị xã Yunpa, ngay từ đầu vụ gần 1.200 lái xe tải chở mía và doanh nghiệp vận tải đã được lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương và hai nhà máy đường tuyên truyền cho ký cam kết chấp hành nghiêm tải trọng trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên, chỉ tính riêng từ giữa tháng 11 năm 2023 đến nay,
qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 65 trường hợp chở quá khổ quá tải với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, tước 16 giấy phép lái xe. Và anh em kiên quyết là xử lý nghiêm các hành vi mà cố tình cơi nới thành thùng xe và chở hàng vượt quá trọng tải cho phép. Trong quá trình xử lý thì không có bỏ lọt trường hợp vi phạm. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử phạt 1.699 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 8 tỷ đồng, tước 311 giấy phép lái xe. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.